chào mừng mọi người đã đến với kênh hào tiger hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tập mới của bộ đấu phá thương hùng đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha tiêu người ly mới từ tiêu viêm ôm ấp lui về phía sau nửa bước khuôn mặt đã là hoàn toàn trưởng thành ngũ quan xinh xắn diện mạo mặc dù giống huân nhi nhưng so huân nhi lại có thêm một vòng xinh đẹp lạnh lùng nàng dáng người cao gầy cùng tiêu viêm thậm chí cao không sai biệt cho lắm chân dài di chuyển ở giữa mơ hồ tàn ra bá khí chỉ minh vương mới có thời gian qua đi mấy trăm năm không gặp tiêu viêm trong đôi mắt ngây ngô của nàng gần như biến mất chỉ có băng vải quấn ở trên người kia lại chưa hoàn toàn giải khai cha mẹ nuôi không thấy tiêu nguyệt ly hốc mắt ửng đỏ làm mẹ nuôi tiêu viêm lại cảm giác nghi hoặc vạn phần cổ quái nhìn về phía tiêu nguyệt ly liền ngay cả mọi người cũng rất nghi hoặc có thể khi tiêu nguyệt ly nói mẹ nuôi vậy cũng không phải bình thường người à nữ hoàng điện hạ cha không biết sao mẹ nuôi nói là để cho ngươi tiêu nguyệt ly ngược lại là nghi ngờ nói tiêu viêm vỗ ót một cái xem ra chính mình không có ở đây vị nữ hoàng này lại đem chú ý đánh tới trên người khuê nữ của hắn chỉ là làm tiêu viêm không có nghĩ tới là nữ hoàng vậy mà lại để cho tiêu nguyệt ly nhận nàng là mẹ nuôi cái đề tài này tiêu viêm cũng không cần thiết cùng tiêu nguyệt ly nói tiếp rồi nữ hoàng làm cái gì tiêu viêm cũng sẽ không cảm thấy vô tình dù sao nữ nhân này chuyện cần làm Lấy Tiêu Viêm bây giờ còn không cách nào suy đoán, vậy ngươi có biết nàng bây giờ ở đâu, hay là một chút tin tức cũng không có sao? Tiêu Viêm hỏi, nếu hoàng một lần cuối cùng xuất hiện là ở Đông Vận Hư Vô, mà bây giờ Đông Vận Hư Vô chính là chiến trường chính thái hư xâm lấn, mà chúng ta sở dĩ chậm chạp không nhúc nhích là bởi vì nữ hoàng đã thông báo, nhất định phải chờ cha trở về, chờ ta trở lại, nàng còn có dặn dò gì sao? Lông mày Tiêu Viêm hơi nhíu, không có, nữ hoàng chỉ để cho chúng ta đừng hành động thiếu suy nghĩ nhất định phải chờ cha trở về mới có thể. Tiêu Nguyệt Ly nói ra, bây giờ tình hình chiến đấu tiêu viêm không biết, nếu đã không biết, vậy cũng chỉ có thể tự mình tiến về, nghĩ đến nữ hoàng chính là ý tứ này. Bây giờ tiêu viêm mang theo nam vạn tên thần chi bất hủ, chiến lực như vậy không thể khinh thường, thái hư bây giờ bất quá chỉ là một bộ phận chiến lực tiến vào bên trong thần hy, có rào cản thế giới tồn tại, thái hư cũng không thể giống tiến vào tiên ma cổ giới như vậy, có thể tùy ý ra vào. Nhưng Thái Hư dùng không biết loại phương pháp nào, cưỡng ép đột phá rào cản thế giới để cho một bộ phận chiến lược tiến vào thần hy, mà những lực lượng khác thì là cũng chuẩn tiến vào. Tóm lại, thái hư đối với thần hy xâm lấn đã triển khai, nhưng bây giờ chiến tranh vừa mới bắt đầu, thiên tàng vương đâu, tiêu viêm hỏi, không biết, lão đầu kia rất lâu rồi không thấy, lưu một mình ta chấn thủ minh giới, tư nguyện ly bưỡng môi một cái nói, hư hư hư, nơi xa lập tức lại lần nữa chuyển đến âm thanh xé gió, ác, gâu gâu gâu, một cái hình thể bất quá một tay đối với tiêu viêm chính là dừng lại sự inh ỏi chỉ là tiếng kêu kia nghe như trẻ đang bú cùng lúc đó còn có một đạo lưu quang rơi đến trước tiêu viêm cha một tiếng cười mở sưng hô cùng vui vẻ đến cực điểm long ý tiêu viêm nhìn xem long ý xuất hiện cũng là vui vẻ vươn tay vỗ vỗ bà vai nó đúng vậy thực lực lại trở nên mạnh mẽ không ít ầm ừ. hiện tại chân thân đã có thể toàn bộ triển khai rồi long ý nghiêm túc gật đầu hắn như cũ là bộ diện mạo thật thà kia tâm tư đơn thuần ồ nhìn ra được Long Ý vẫn luôn đang cố gắng tu luyện, mà tiêu viêm cũng giống như trước đồng dạng, dỗ hài tử như vậy, cười híp mắt nói ra, ác, gồ gồ gồ, bên cạnh chó sủa làm cho lông mày tiêu viêm hơi nhíu, sau đó hung ác nhìn về phía tiểu quyển mập mạp dữ tợn, ô ô, tiêu viêm một ánh mắt liền đem nó dọa đến núp ở chân của tiêu nguyệt ly, không ngờ tiêu nguyệt ly trực tiếp một cước liền đem nó đạp bay ra ngoài, sau đó lại có âm thanh xé do đánh tới. Một thân ảnh ngưng tụ bên cạnh tiêu Nguyệt Ly, Nguyệt Ly, người đang ở đây này làm gì? dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng, nhìn qua kiêu ngạo trí khí, trượt ánh mắt hắn đã rơi vào trên thân tiêu viêm, lập tức trong mắt hắn tinh mang bạo khởi, lộ ra vẻ kích động, hẳn là, hẳn là, là hắn, đây là tôn thượng bản tôn sao, tên nam từ này biểu lộ khoa trương, nhìn xem tiêu viêm rất là kích động, theo sau chính là từ trong nạp giới lấy ra một bản thư tịch nặng nề, thư tịch trên đó viết bốn chữ lớn tôn thượng tiền truyện, cơ hội khó được, thật vất vả nhìn thấy bản tôn, có thể vì tiểu bối ký cái tên. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhìn người cầm sách trước mắt muốn ghi tên. Tình huống này lúc trước tại cổ thần giới cũng xuất hiện qua, không nghĩ tới lại còn truyền đến minh giới. Chợt Tiêu Viêm ở trong sách ký xuống tên của hắn, nam tử tiếp nhận sách, nhìn xem danh tự gãi đầu một cái, tôn thượng không phải gọi của chúng sinh à, Tiêu Viêm, không đúng, vừa nói ra, Tiêu Nguyệt Ly ở bên cạnh chính là trực tiếp nện trên đầu một cái, chuyển luân vương, hắn là cha ta, không phải tôn thượng gì, liền xem như, đó cũng là chuyện ở kiếp trước, thì thì ra là thế, giống như Nguyệt Ly, tổng quát mà nói cũng coi là cái tôn thượng kia cũng không tệ nam tử chính là truyền luân vương hắn cũng là một vị vua trong minh giới hắn giống như tiêu nguyệt ly đã trải qua truyền thế thực lực của hắn còn chưa từng khôi phục lại trình độ đỉnh phong bất quá tựa hồ được đọc tôn thượng tiền chuyện về sao đối với tôn thượng phi thường sùng bái ngươi tới này chẳng lẽ là vì muốn cái ký tên này sao đây chỉ là ta muốn thiên tàng vương trước khi đi đã phân phó ta nếu như tôn thượng đến đây phải dẫn hắn đi một chỗ. Chuẩn Luân Vương thận trọng dùng khăn gấm đem thư tịch bao lên, nhìn nói với Tiêu Viêm: đi thôi, đi theo ta. Chuẩn Luân Vương Dương lên tay, liền ngay cả Tiêu Nguyệt Ly cũng cảm thấy nghi hoặc. bất quá theo Chuẩn Luân Vương cùng nhau xuyên qua phong đồ hướng phía bên trong mình dưới mà đi. Chư vị có thể tạm thời hoạt động trong thành này, nhưng không thể gây họa trong đó. Về phần bên trên phi thuyền mấy vạn thần chi bất hủ, Tiêu Viêm cảm thấy không thể quá quản khống. dù sao bọn hắn chỉ là giúp đỡ hắn cũng không phải là chân chính thuộc về giới chiếm của hắn. Một bộ phận tò mò thì là từ bên trên phi thuyền tiến vào phong đô đi dạo, mà đại bộ phận thì là dừng lại ở phía trên phi thuyền khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đám người vô ý chiến đội, thì là đi theo tiêu viêm, cùng nhau đi tới, tiến vào binh giới về sau, màu sắc trong này đại bộ phận đều là u ám. Mặt đất không có bất kỳ cái thực vật gì sinh trường, có thể thấy là thân ảnh đứng lặng ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, không biết sống hay chết, xuyên qua đệ lục ngục, đi tới minh vương điện, Chuyển Luân Vương vẫn tiếp tục tiến lên, lông mày Tiêu Nguyệt Ly hơi nhíu, lại hướng phía trước, u ám sắc điệu biến mất, thay vào đó dần dần đỏ tươi, rồi đến đỏ thẫm, ào ào ào, âm thanh nặng nề lập tức đánh tới, ánh vào tầm mắt mọi người. Chính là một mảnh huyết sắc thác nước, huyết sắc thác nước lúc trước chính là một mảnh huyết đầm, trong đó che kín bóng người màu đỏ ngòm cùng chân tay cụt, hình ảnh như vậy đích thật là làm cho người nhìn cảm thấy mà giật mình, phù phù, phù phù, phù phù trong âm thanh vang vọng của thác nước có một đoạn quỷ luật âm thanh nhảy lên tất cả mọi người lập tức chú ý tới tại sao âm thanh lại phảng phất là trái tim nhảy lên tiêu nguyệt ly cũng là nghi hoặc lúc trước nàng tới đây cũng chưa từng lưu ý qua giờ phút này chỉ có tiêu viêm nhìn phía dưới huyết đầm loại cảm giác kết nối mãnh liệt kia đã là tràn ngập toàn thân của hắn trái tim bạn đang nghe chuyện trên kênh youtube hào tiger nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé trái tim của kẻ nào ánh mắt nghi ngờ của tất cả mọi người nhìn về phía huyết đầm cẩn thận đi nghe cái này đích xác là trái tim khiêu động có thể phát ra âm thanh cùng rung động theo tiêu viêm tới gần huyết đầm hẳn là xuất hiện phản ứng huyết thủy lưu động tạo thành một cái vòng xoáy nối thẳng huyết đầm cuối cùng cúi đầu nhìn lại tại nơi đó rõ ràng có một viên trái tim đang độc đập khiêu động bị phong tồn ở trong huyết sắc thạch anh âm thanh nhảy lên chính là từ trong đó truyền đến đây là trái tim của ai tại sao lại ở chỗ này tương nguyệt ly một mực sinh hoạt lớn lên ở minh giới đối với minh giới có thể rõ như lòng bàn tay cơ hồ đem trời trong này lật cả đáy lên, nhìn ta làm gì, ta cũng không biết, nhưng nếu như không đoán sai, quả tim này hẳn là đến từ tôn thượng ở kiếp trước đi, nếu không thiên tàng vương làm sao lại để cho ta mang tôn thượng tới đây, đối mặt ánh mắt của tiêu nguyệt ly, chuyển luân vương bất đắc dĩ giải thích nói, ánh mắt tiêu viêm ngưng trọng, nhìn xem nét mặt của hắn, mọi người đại khái cũng hiểu rõ là xảy ra chuyện gì, tại trong ngực của khiếu chiến, hắn cũng lại lặng lấy ra một bản sách thật dày, phía trên chính là viết bốn chữ lớn tôn thượng tiền chuyện tiêu thiếu của chúng ta xem ra thật sự là chuyển thế của tôn thượng trong sách này ghi lại. Trời ạ, à, tiêu thiếu ở kiếp trước lại là một người mạnh nhất ở thần hy thế giới này. Khó trách ta mấy người vô luận như thế nào tu luyện cũng đuổi không kịp bước chân của tiêu thiếu, đệ nhất thế giới. Lấy tư chất của chúng ta, không biết phải luân hồi bao nhiêu lần mới có thể đuổi kịp tiêu thiếu, khiếu chiến nhịn không được tán thán nói. Mấy người còn lại đều là nhao nhao đồng ý nhẹ gật đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng giống như khiếu chiến, được đọc qua tôn thượng tiền truyện, không biết là kẻ nào viết ra, loại cảm giác kết nối mãnh liệt này đích thật là để cho tiêu viêm muốn cùng nó dung hợp, có thể cảm giác mãnh liệt càng như vậy, để cho nội tâm tiêu viêm xuất hiện do dự. Chẳng biết tại sao, trong đầu của tiêu viêm nổi lên hư không nữ vương nói, ngươi là ngươi, ngươi không phải hắn, mà hắn muốn trở thành ngươi, đoạn văn này liền ngay cả tiêu viêm cũng không biết, tại sao đột nhiên trong đầu của hắn trượt hiện, nhưng lại để cho tâm trí tiêu viêm chấn động. Nhưng vì sao câu nói này lại đột nhiên xuất hiện ở đây, thậm chí làm cho tiêu viêm lâm vào trầm tư, viên trái tim này nếu thật là của tôn thượng, như vậy có lẽ trong đó ẩn chứa tạo hóa có thể làm cho ta đột phá tới thần chi bất hủ. Đương nhiên, cũng có thể là cũng sẽ không, đây chỉ là một trái tim, hư không nữ vương câu nói này, nhằm vào đến tột cùng là cái gì, ý tứ của nàng thật sự như tưởng tượng của ta. Tôn thượng muốn thông qua nhục thể của ta phục sinh, khi ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu tiêu viêm, chính là làm cho tâm thần hắn chấn động, khả năng này ngược lại cũng không phải là không thể, nhưng luân hồi này còn có thể lừa gạt hay sao? Linh hồn của Tôn Thượng đã vào luân hồi, nếu không không khả năng sẽ có chuyển thế ta đây mới đúng, tại lý không thông, về lý không hợp, với lại nếu thật sự là như thế, Tôn Thượng không cần tốn công tốn sức, hắn không có lý do gì như thế, hoặc là hư không nữ vô mục đích của nàng là loạn tâm cảnh ta, hoặc là chính là ý của nàng cũng không phải là như thế, hắn muốn trở thành ngươi, cái người này chỉ là ta, hắn chỉ là Tôn Thượng, trở thành cũng không phải là ý tứ thay thế, mà là lấy Tôn Thượng phương thức để cho ta từ một loại ý nghĩa nào đó trở thành Tôn Thượng tương lai ánh mắt tiêu viêm ngừng lại tất cả mọi người thức thời ở một bên yên tĩnh không có mở miệng quấy dày đây đều là suy tư trong nội tâm tiêu viêm tôn thượng muốn thông qua nhục thể của hắn phục sinh khả năng này nghĩ lại về sau cơ hồ không có bất kỳ khả năng gì dù sao như tôn thượng dạng này tồn tại cường đại nếu hắn không muốn chết quả quyết có thể không vào luân hồi không cần đại phí chắc trở thân thể của tôn thượng tàn lưu ta lúc trước hết thảy còn có 8 lần luân hồi chuyển thế vạn giới tranh bá thi đấu thời điểm vẫn lạc về sau chính là lấy trái tim đời thứ tám làm ta phục sinh cái quả tim này là tôn thượng chân chính trái tim sao bàn tay tiêu viêm hướng về phía trước chậm rãi rỗi ra chỉ thấy huyết đầm cuối cùng trái tim bên trong thạch anh bắt đầu run rẩy âm thanh thạch anh vỡ vụn truyền ra trái tim đằng không mà lên lơ lửng ở trước người tiêu viêm trái tim lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người trong nháy mắt ngoại trừ tiêu viêm những người còn lại toàn bộ tâm thần dung mạnh đều là bị một cổ uy áp vô cùng cường đại chấn áp tiêu viêm vội vàng xuất thủ bảo vệ mọi người mới chỉ là khí huyết cuồn cuộn, nếu không tất nhiên sẽ bị cái uy áp này chấn thành trọng thương, trái tim của tôn thượng, lực lượng thật mạnh, trái tim đi tới trước mặt tiêu viêm, mặc dù cùng mình có cảm giác kết nối rất mạnh mẽ, nhưng khi tiêu viêm thử nghiệm cùng nó dung hợp, lại phát hiện tựa hồ cũng không thể thay thế trái tim hiện hữu của hắn, không cách nào dung hợp, vì sao như thế? Thiên tàng vương bản ý có lẽ cũng là hy vọng tiêu viêm khi lấy được trái tim tôn thượng về sau, thực lực có thể tăng vọt, bất quá dưới mắt không cách nào hoàn thành đổi tim thậm chí thời điểm tiêu viêm ý đồ cưỡng ép trái tim trước mặt còn có cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt lập tức trái tim bắn ra một đạo trùng kích cường đại trực kích tiêu viêm bành một tiếng vang trầm thân hình của tiêu viêm lúc này bắn ngược ra phun ra một ngụm lớn máu tươi trái tim trên không trung tỏa ra kim quang nhàn nhạt, nhạt một lần nữa trở lại trong huyết đầm thạch anh đem máu bọc lại vòng xoáy biến mất lại lần nữa bao phủ trong đó mà hết thảy này quá mức đột nhiên liền ngay cả trong mắt tiêu viêm cũng lộ ra ngạc nhiên ổn định thân hình về sau Tiêu Viêm lau lau khóe miệng tràn ra vết máu, lộ ra gửi khổ, Nguyên Lai like cũng không phải là không cách nào dung hợp, mà là nói cho ta biết, ta bây giờ còn chưa có tư cách thu hoạch được trái tim này, ở dưới một kích của trái tim, Tiêu Viêm minh bạch chân ý trong đó, quả tim này rất cường đại, cùng hắn hiện tại còn hoàn toàn không cách nào xứng đôi, cho nên mới bị kháng cự cùng phản phệ, có lẽ liền ngay cả Thiên Tàng Vương đều không có dự liệu được, trái tim của Tôn Thượng vậy mà lại cự tuyệt Tiêu Viêm, chính là bởi vì thực lực của Tiêu Viêm bây giờ chưa đủ còn không cách nào thu hoạch được nó tán thành, cha không sao chứ, tiêu nguyệt ly lo lắng đi tới bên cạnh tiêu viêm, không sao, tiêu viêm ép đầu, quả tim này thuộc về tôn thượng, mặc dù ta là chuyển thế của tôn thượng, nhưng nó cũng không thuộc về ta, nếu đã quả tim này còn đang nhảy nhót, vì sao phải đổi, không cần đi đổi, ngữ khí tiêu viêm kiên định nói ra, mà hắn cũng hiểu rõ, bao gồm trong cơ thể hắn nhảy lên trái tim chuyển thế của tôn thượng đời thứ 8, vậy cũng là tôn thượng trở lại đường lui cho tiêu viêm, vạn nhất bất chắc trái tim còn có thể cứu tiêu viêm một chút hy vọng sống mà không phải là dùng để tăng thực lực lên đốn ngộ về sao tiêu viêm điều chỉnh một chút khí huyết thường thấy phút chốc khỏi hẳn nếu nữ hoàng cùng thiên tàng vương cũng không có để lại mệnh lệnh rõ ràng hiện tại ta trước tiên rất cần tiến về đông vận hư vô một chuyến nghĩ đến hẳn là có tình hình chiến đấu đại khái quan hệ với đông vận hư vô bây giờ sao ánh mắt tiêu viêm nhìn về phía tiêu nguyệt ly hỏi tự nhiên cha đi theo ta tới minh vương điện tiêu nguyệt ly nghiêm túc gật đầu nàng tự nhiên mình bạch tiêu viêm tiếp xuống muốn làm cái gì mọi người cùng tiêu viêm và tiêu nguyệt ly đi tới trong minh vương điện trong đại điện có một cái xa bàn thật lớn trong nó chính là chiến cuộc liên quan tới đông vận hư vô bây giờ thậm chí đem đại khái lực lượng của thái hư cũng ghi chú đến đây ad xin khép lại tập này cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều